Đây là khởi đầu của một sự đối đầu giữa Khôi Goni và Sơn Chó Điên. Trong vũ trụ này, không có gì là không thể, và nó sẽ xảy ra ngay bây giờ. Dù bạn là ai, thiên nhiên sẽ luôn rình rập bạn. Đó chính là thiên nhiên. Lộn rồi, đó không phải là thiên nhiên, đó là Sơn Chó Điên và Khôi Goni. Thế là người đang đi và bị máy bay đụng té. Ba lộn lấy cái này. Vì có chửi mẹ nó, nên Khôi Goni quyết định đi tìm Sơn Chó Điên. Yeah!